giới trẻ Trung Quốc đang sử dụng ngày nghỉ ngắn ngủi vào cuối tuần để trốn tránh cuộc sống bộn bề thường nhật. Từ đó, một xu hướng mới đang thịnh hành được gọi là gap day. Có thể hiểu như những ngày tạm gác lại âu lo, và chủ yếu, người trẻ dành thời gian này để nghỉ ngơi trong khách sạn. Gap day xuất phát từ một khái niệm phổ biến từ lâu là gap year. Khi một số sinh viên chọn nghỉ ngơi một năm sau khi tốt nghiệp trung học và trước khi vào đại học để du lịch, làm tình nguyện và trải nghiệm cuộc sống thoải mái, thảnh thơi hơn, không chỉ có học tập và làm việc. Những người chọn gap day cho biết, nghỉ ngơi trong khách sạn giúp họ có không gian riêng tư, ngắt kết nối với các ràng buộc xã hội và gia đình, cũng như trút bỏ những áp lực sau những ngày dài làm việc đầy mệt mỏi trong tuần. Với những người này, đòi hỏi của công việc, áp lực tài chính, trách nhiệm gia đình khiến họ không thể chọn gap year để vi vu và ngắm nhìn thế giới. KK, một cô gái tuổi đôi mươi trong ngành truyền thông, cho biết luôn khao khát sự tự do nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, cô đã miệt mài học tập, tốt nghiệp đại học rồi đi làm ngay lập tức. Vì một vài lý do cá nhân, KK đã trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp vào 2 năm trước và hiện sống cùng bố mẹ. Công việc trong ngành truyền thông buộc cô phải không ngừng liên lạc, trao đổi với nhiều người, cả trực tiếp lẫn online, thông qua hàng chục ứng dụng tin nhắn. Điều đó xóa mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân, khiến KK dần cạn kiệt sức lực. Ngay khi về nhà, cô cũng phải tuân theo nề nếp, kỷ luật trong gia đình. Bố mẹ tôi có rất nhiều luật. Giường phải gấp gọn gàng, phòng ốc phải luôn ngăn nắp. Khi tắm xong, phải lau sạch nước đọng trên mặt kính. Những nguyên tắc chi tiết này khiến tôi thêm áp lực sau những ngày tan làm, KK chia sẻ với tờ South China Morning Post. Sau đó, cô tình cờ phát hiện dịch vụ gap day ở khách sạn trong thời gian đại dịch bùng phát. Lúc đó, KK thường xuyên lưu trú qua đêm ở các khách sạn và trải nghiệm một sự tự do mới mẻ mà trước đây cô chưa từng biết tới. Hiện giờ, khi cần có thêm không gian, sự riêng tư và một nhịp nghỉ ngơi để lắng lại, KK nói với bố mẹ rằng cần ở trong khách sạn trong chuyến công tác. Nhưng thực ra, cô nằm xem phim, đọc sách trong khách sạn như một cách tìm kiếm lối thoát sau những ngày bức bối đến nghẹt thở. KK mô tả, chuyện ở khách sạn cũng giống như con ngựa được cởi bỏ dây cương. Cô ấy có thể thoải mái thức dậy mà không cần dọn giường và tắm vòi hoa sen bao lâu tùy thích. Trải nghiệm xả stress và tạm rời xa áp lực thúc đẩy nhiều bạn trẻ Trung Quốc chia sẻ cảm giác này lên mạng xã hội. Họ cũng gợi ý các mẹo để chọn được dịch vụ với giá phải chăng. Theo tờ South China Morning Post, có một bình luận viết rằng khi áp lực công việc trở nên quá căng thẳng, tôi đã đặt phòng khách sạn ở gần nhà, dành thời gian một mình, xem show thực tế, đặt đồ ăn nhanh, uống trà sữa và ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào sáng thứ hai và trang điểm để đi làm, tôi cảm giác như rốt cuộc mình đã sống lại như một con người, không phải là một cỗ máy lập trình sẵn. Những ngày gấp đây ở khách sạn chỉ là một trong nhiều hoạt động giải tỏa căng thẳng của giới trẻ Trung Quốc. Các phương án khác bao gồm đi du lịch bụi mà không có lịch trình cụ thể, thậm chí điểm đến cũng tùy hứng. Một số bạn trẻ cũng yêu thích tìm nơi thanh tịnh ở đền chùa Phật giáo và đạo giáo, tìm kiếm một nơi trú ẩn về tinh thần mỗi khi gặp khủng hoảng trong sự nghiệp. Vào tháng 4 năm nay, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết người lao động ở đất nước tỷ dân làm việc trung bình 48,8 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, một bình luận được ủng hộ mạnh mẽ trên Weibo viết rằng con số 48,8 giờ chỉ đúng với viên chức nhà nước. Cứ thử tính số giờ làm việc ở các công ty tư nhân mà xem. Một người khác nói rằng chẳng cần đếm. Cứ nhìn những ngọn đèn gần như không bao giờ tắt ở các cao ốc văn phòng vào ban đêm là hiểu rõ bức tranh hiện nay. Dù con số của Cục Tổng Thống kê được cho là không phản ánh chính xác môi trường làm việc cam go ở Trung Quốc, nhưng 48,8 giờ cũng là con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ lúc bắt đầu thống kê số liệu cách đây hơn 20 năm. Trong giai đoạn đại dịch, số giờ làm việc trung bình hàng tuần giảm đáng kể, nhưng nhìn chung trong 5 năm qua, con số có xu hướng tăng. Theo Economist, việc so sánh số giờ làm việc ở các quốc gia rất phức tạp vì mỗi nước có cách tính riêng. Ví dụ như việc có tính giờ làm việc của người lao động bán thời gian trong con số trung bình hay không.
Nhưng dù sao, Economist cho biết, người Trung Quốc thường làm việc với thời gian kéo dài, lâu hơn hầu hết các nước. Khi Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc cập nhật xếp hạng các quốc gia theo số giờ làm việc hàng tuần, Trung Quốc nằm trong nhóm 10 quốc gia đứng đầu. Người trẻ Trung Quốc từ lâu ám ảnh với lối làm việc 996, nghĩa là giờ bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày, 6 ngày một tuần, và thường không có tiền làm thêm giờ. Văn hóa 996 từng rất phổ biến ở các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân tại đất nước tỷ dân. Tình trạng này kéo dài đã khiến giới chức lên tiếng vào năm 2021, nhấn mạnh người lao động có quyền được nghỉ ngơi và du lịch, và việc tuân thủ hệ thống giờ làm việc quốc gia là nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động. Gần đây, tình trạng làm thêm quá giờ ở một số ngành công nghiệp đang được chú ý rộng khắp. Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc nêu rõ trong tuyên bố gửi Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội năm 2021. Tranh cãi về văn hóa làm việc 996 ở Trung Quốc không phải là điều mới mẻ. Ví dụ như tỷ phú công nghệ Jack Ma, đồng sáng lập tập đoàn Alibaba, từng nhận nhiều gạch đá sau khi gọi văn hóa 996 là một đặc ân của những ai mới bắt đầu đi làm. Nếu bạn tìm được công việc mình yêu thích, vấn đề của văn hóa 996 sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Tỷ phú Jack Ma chia sẻ trên Weibo năm 2019. Nếu bạn không có đam mê với công việc, thì từng phút bạn làm việc giống như tra tấn vậy. Ông viết thêm, làn sóng phẫn nộ với văn hóa 996 từng bùng lên mạnh mẽ vào tháng 12 năm 2019, khi một nhân viên 22 tuổi của công ty thương mại điện tử Pinduoduo ngất xỉu và tử vong trên phố ở thành phố Arunkyu, Tân Cương sau khi rời công sở vào lúc 1 giờ 30 sáng. Chưa đầy 2 tuần sau đó, một nhân viên khác của Pinduoduo chọn rời bỏ cuộc sống do trầm cảm sau thời gian phải làm việc quá độ. Hai trường hợp này được xem là một trong những nạn nhân của văn hóa làm việc quá độ tại Trung Quốc và thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên khắp mạng xã hội. Hiện nay, không ít bạn trẻ Trung Quốc đang cảm thấy mệt mỏi khi công sức bỏ ra nhiều hơn nhưng chất lượng công việc và cuộc sống sa sút. Nhiều người cảm thấy áp lực, phải làm việc vất vả nhưng cuộc sống chỉ là một chuỗi vòng lặp, không có sự tiến bộ. Khác với thế hệ bố mẹ mình đã tích lũy tài sản và dần trở nên sung túc hơn, người trẻ Trung Quốc hiện nay giữa những kinh tế bất ổn, cảm thấy cuộc sống của họ đang trì trệ, tờ Economist cho hay. Giới trẻ Trung Quốc đã quay lưng với văn hóa 996 bằng nhiều xu hướng, bỏ phố về quê, nằm thẳng. Triết lý này kêu gọi mọi người ngó lơ với những áp lực xã hội khiến họ phải miệt mài cày cuốc để kết hôn, sinh con hay mua nhà. Thái độ buông xuống đó lại tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi. Luật lao động quy định, người lao động không được làm việc quá 8 giờ một ngày hoặc 44 giờ một tuần. Nhưng rất nhiều công việc ngoài giờ đã trở thành thông lệ. Tờ Legal Daily, nhật báo thuộc sở hữu nhà nước, đưa ra hai lý do cho việc này. Đó là thiếu sự quản lý sâu sát của giới chức và các doanh nghiệp thiếu hiểu biết về luật. Công đoàn cũng ít có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Nhưng gần đây, người lao động đã nhìn thấy tia hy vọng. Năm ngoái, một tòa án ở Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết rằng việc kiểm tra và trả lời các tin nhắn liên quan đến công việc trên ứng dụng WeChat ở ngoài giờ làm việc thì phải được tính là làm thêm giờ vô hình. Tòa đã yêu cầu người sử dụng lao động phải trả cho nguyên đơn 30.000 nhân dân tệ. Vào tháng 6 năm nay, một bài báo trên China Daily đã ủng hộ ban hành quy định ngăn làm thêm giờ vô hình, cho rằng điều này xâm phạm đến quyền nghỉ ngơi của người lao động. Tuy vậy, trong một xã hội già hóa, lực lượng lao động đang thu hẹp, có nghĩa là các doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm cách tận dụng thời gian của những người đang đi làm. Các doanh nghiệp và người lao động Trung Quốc cũng có nhiều cách để phản ứng. Mùa hè năm nay, một công ty ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã gây sốt khi quảng cáo công việc chỉ làm 4 ngày một tuần. Theo đó, Guyao, một công ty quảng cáo sáng tạo được thành lập vào tháng 2 năm nay, cho biết họ đã nhận được hàng nghìn hồ sơ từ các ứng viên, dường như bị thu hút bởi lời đề nghị làm việc 4 ngày và nghỉ 3 ngày một tuần. Trên Weibo, một hashtag liên quan đến quảng cáo việc làm này đã được xem hơn 100 triệu lần. Trong một cuộc phỏng vấn, người sáng lập và đại diện pháp lý của công ty Guyao, cô Lo Phi, cho biết nhân viên được nghỉ vào thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài. Cô Lo cho biết thêm,
nhân viên nên chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành các nhiệm vụ, công việc liên quan và không nên hoàn toàn rời xa công việc trong những ngày nghỉ. Nghe có vẻ không rõ ràng. Có lẽ điều cô Lâu muốn nói là nhân viên chỉ cần đáp ứng yêu cầu có mặt ở văn phòng 4 ngày mỗi tuần. Dù điều đó không nhất thiết là bạn hoàn toàn tự do trong 3 ngày còn lại. Cô Lâu thừa nhận, nhiều ứng viên đã rút đơn sau khi họ có một bức tranh chính xác hơn về công việc. Chủ doanh nghiệp đã chia sẻ, họ đề cập tuần làm việc 4 ngày như một sự thử nghiệm. Điều đó thúc đẩy sự quan tâm và thảo luận của người lao động Trung Quốc về vấn đề cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trước Trung Quốc, một số nơi trên thế giới cũng thử nghiệm chuyển sang tuần làm việc 4 ngày. Một thử nghiệm kéo dài 6 tháng ở Vương quốc Anh đã được nhóm phi lợi nhuận 4-Day Week Global và tổ chức nghiên cứu Autonomy tiến hành với sự tham gia của gần 3.000 công nhân tại 61 công ty ở nước Anh. Chương trình diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022. Theo kết quả thử nghiệm, 92% công ty cho biết họ nhận thấy kết quả tích cực và mong muốn áp dụng quy định làm việc 4 ngày một tuần trong tương lai. Các lý do cho việc làm này bao gồm hiệu suất của nhân viên tăng cao, doanh thu cũng tăng trong khi tiền lương trả thấp hơn, theo CNBC. Trong khi đó, tuần làm việc 4 ngày ở Trung Quốc vẫn chỉ dừng lại là một chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về vấn đề cân bằng công việc và cuộc sống ở người trẻ? Hãy để lại bình luận nhé! Còn bây giờ, Góc nhìn quốc tế hôm nay xin khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 6 giờ sáng mai.